Kết mã tạo các hiệu ứng, ứng image show, ứng slide show, thao tác với các điều khiển Zbox, Xbox, radio button form, kiểm tra tính hợp lại cho form, CSS trong JavaScript, giới thiệu về các open tool JavaScript, giới thiệu xây dựng ứng dụng, giới thiệu cơ sở dữ liệu MyPass và cách sử dụng. Đúng theo đề chúng ta phải học này, chúng ta hôm nay này 14 này 16 này 19 này 21, chúng ta học hết 21. Và đề thi của lớp mình là vào ngày thì chúng ta đã bị chậm thế này, dân lịch nó rất là rắc rối. Check lại xem lịch thi nó mình là ngày nào, xem có bị trùng với cái lịch học của chúng ta nữa không. Cứ dự kiến học như 21 thì chúng ta học xong. 23 các bạn thi, bắt đầu thi từ nhóm đầu tiên. Vậy thi trên trường hay thi on cố? Thi trên trường nhé các bạn. Thi tất cả các môn các bạn đều thi trên trường nhé. Dạ vâng, dạ vâng. Các bạn sẽ thi cơ sở, lớp mình là có phần lớn là đều học cơ sở dữ liệu nữa đúng không? Thì cái lớp mà chị bên địch thi nhìn nhìn quá, cái lớp cơ JavaScript này là thi 23 này, còn cơ sở dữ liệu K1 là thi như 24 sao 23 thì nhảy ra 25 đi, 24
Thế là các bạn vừa học xong cái là bạn thi luôn. Đấy, giống như là các lớp bây giờ đang đang thi. Và các bạn thi thì các bạn sẽ có đề thi nhé. Mặc dù theo nguyên tắc là các bạn bảo vệ cái assignment, nhưng mà đến thi thì các bạn sẽ làm theo đề và được chấm ngay tại phòng. Và lớp ta sẽ chia ra làm 3 nhóm. Vậy là mỗi nhóm khoảng 10 bạn, 10 bạn hơn 10 bạn một chút. Bởi vì trừ một số bạn không đủ điều kiện thi đâu, vì nhiều bạn thứ nhất là nghỉ số hay nghỉ quá đá này, hay là các bạn điểm các bạn không đảm bảo này. Như vậy thì các bạn sẽ đến đấy các bạn làm bài. Còn cái assignment ấy các bạn vẫn phải lột lên trên GNMS, lột file 1, file 2 và file cuối cùng trên GNMS. File 1, file 2 thì cô sẽ chấm điểm nộp lên, còn file cuối cùng thì cứ nộp lên đấy thôi. Nhưng mà thực chất thì chúng ta sẽ thi bài thi ở trường để tránh xảy ra tình trạng có bạn sẽ bảo là không công bằng ở chỗ nào. Ví dụ là em làm em bị hỏi nhiều cái phần mà nó khó, nên là em sẽ bị điểm thấp hơn là cái bạn kia. Bạn đi để hỏi ít hơn, bị hỏi ít hơn, hỏi toàn phần dễ, ví dụ như vậy. Cho nên cho các bạn làm bài thi tương tự gần giống như trong bài assignment, tức là nó không phải sống toàn bộ, tức là không phải là làm tất cả các phần như assignment, nhưng mà làm những cái phần cơ bản thôi. Và nó để giống assignment, có nghĩa là các bạn làm assignment ok thì các bạn làm bài thi cũng ok. Các bạn lưu ý nhé, thi bằng đề. Thôi bạn nào với ý kiến với cô cái gì nhỉ? Có đề thi thử không cô? Có đề thi thử. Vâng, sẽ cho các bạn đi thi thử. Cái sau này lớp ta này 23 cũng thi cả cơ sở dữ liệu này. À không phải, đây là lớp trước, lớp ta một lớp. Ở đây chúng ta có 23 này, K5 này, là thi ra clip này, một nhóm này. Tiếp tục, 25. 25 thi cơ sở dữ liệu, thế là thằng nào cô bảo sao 24 không thấy lớp mình đâu. Hình như là 23 các bạn thi một nhóm, là ra clip. 25 lại thi vào K4 nhé, không phải K5 đâu, không phải K như mình học, các bạn phải check lịch đấy nhá. Không phải lúc, mình là K4, thế sao? À, mình là K5, thế lúc thi để thi K4 đấy. Các bạn không phải lịch như mình học đâu nhá, các bạn lưu ý đấy. Đến 25 thì... 25 các bạn thi 2K. 2K. 2K của cơ sở dữ liệu. Lớp này với lớp cơ sở dữ liệu thì khác nhau một số bạn thôi, cô xem ở trong ấy rồi. Trùng nhau khoảng độ 30 bạn. Nên về cơ bản là gần giống nhau. Cho đến 26 thì thi nốt một ca cuối của cơ sở dữ liệu nữa. Thì các bạn ở ca nào thì do nhà trường xếp lịch, cô không xếp chia nhóm, cô không biết là các bạn sẽ những nhóm nào. Nhà trường sẽ thông báo cho các bạn sau khi mà cô chốt điểm gửi lên nhà trường. Như vậy các bạn sẽ thi này, cơ sở dữ liệu là các bạn sẽ thi ngày 25 2K 45, các bạn phải xem mình ở ca nào. Và ngày 26 1K3. Nhưng mà hết cơ sở dữ liệu. Thế còn JavaScript thì lại thi 1K vào ngày một ca đầu tiên ấy, một cái nhóm đầu tiên ấy thi vào K5 của ngày 23. Sau đó thì đến ngày 26 mới lại thi một ca nữa, cũng lại vào cái giờ thứ năm này, cái ca thứ năm, cái giờ như bây giờ này. Và đến ngày 27 lại một ca nữa. Vậy là 23, 26, 27 của JavaScript. Sao lại có ngày 28 là cái ca nào nữa đây này? Ở dưới đây là ngày 9. Ấy. 28 nó mới là ca cuối của JavaScript. Ừ, cô với các bạn đi. Thế sao cô thấy là đi qua 3 ca của các bạn rồi cơ mà nhỉ? Cô trong cái file này nó có khoảng độ... gần 1000 ca thi và soi ra ca các bạn đúng là chóng mặt. Sao thế nhỉ? Cô đang nhìn lịch của các bạn cho nó lại như thế nhỉ? Không chính xác lịch nào, cô lại nhầm lịch là chết. 21 là các bạn vẫn học. 22, 21 là các bạn học buổi cuối của
không được, không được. Mười chín, 21 là các bạn học buổi cuối của JavaScript, và 20 là các bạn học buổi cuối của các bạn 22 mới học buổi cuối cơ sở dữ liệu, vì cơ sở dữ liệu nghỉ đúng hôm thứ hai. Nếu theo lịch học trước JavaScript một hôm ấy, nhưng mà chúng ta nghỉ mất buổi thứ hai vừa rồi, cho nên sẽ thành sau một buổi. Vậy là 22 mới kết thúc của cơ sở dữ liệu. Vậy là bắt đầu sang 23 là các bạn thi luôn. 23 các bạn thi, thế sao lại cô lại thấy nhá? Sao thế nhỉ? Nhìn của các bạn này lịch này lung tung nhỉ? Rõ ràng cái bài là đã một ca đầu của ra từ clip này. Đây. Cơ sở dữ liệu các bạn hôm nay không thi 2K đâu, hôm 25 không thi 2K đâu, 1K thôi, còn 1K của lớp khác. Vẫn là lớp cô dạy nhưng không phải lớp các bạn, là lớp khác. Nên nhìn nhầm mới thành số nhiều K như vậy. Hôm sau hay xấu cũng lại còn lớp khác, không phải lớp bạn. Các bạn chỉ thi K5 thôi. Chúng ta đây thi thằng K5. Các mình thằng K5. Cái kia là một lúc khác rồi. Vậy cái kia nhầm gì thế nhỉ? Cái này cô phải ghi nốt lại, không phải nhầm lớp nọ với lớp kia. Gần 40 ca thi, nhầm lớp nọ lớp kia nằng nhằng hết cả. Trong khi đó các bạn chỉ cần nhớ là form dạo vào thi chúng ta sẽ vào trong cái thi chứ không phải bảo vệ cái bài assignment mà các bạn lột đâu. Cái bài đấy chỉ lột theo quy định và chấm điểm giai đoạn 1, giai đoạn 2 thôi. Còn các bạn sẽ không bảo vệ cái bài đấy mà các bạn sẽ thi. Các bạn sẽ có đề gì cho các bạn thi thử. Và lưu ý là chúng ta sẽ tập trung các bạn nhé, tập trung vào slideshow và needed form. Có thêm một cái phần tính dò hàng đấy, nhưng mà cái dò hàng ấy không tính riêng biệt ra mà dò hàng có thể cho vào trong cái form đăng ký, vì form đăng ký yêu cầu, ví dụ giả sử như đăng ký một khóa học hay đăng ký một cái gì đấy thì thường là sẽ thông báo cái số tiền của cái khóa học đấy hay số tiền của cái gì đấy mà mình đăng ký thành viên của cái tham gia cái gì đấy sẽ mất tiền học phí hay là tiền gì đấy thì lúc ấy sẽ có thông báo vào, thì cái đấy nó gần giống như là trong cái dò hàng, nó có thêm một cái chức năng đấy có thể cho vào. Còn sửa này sau thì chắc chắn là có rồi. Rồi, đấy là đề thi các bạn. Đề thi các bạn sẽ không... không quá là khắt khe, bởi vì các bạn chỉ làm trong có 60 phút. 60 phút các bạn tự làm. Không phải là bảo vệ cái assignment của các bạn làm gì đâu. Cái bài assignment hôm nọ là cô thấy là có một số bạn làm rất là giống nhau. Có thể các bạn chọn ảnh khác nhau, nhưng mà làm rất giống nhau và rất là hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh đến cái file rồi cơ, cái cuối cùng rồi. Thì một là các bạn đã làm siêu đến mức đấy rồi, hai là các bạn không biết các bạn có tham khảo ở đâu không. Hiện tại thì cô chấm và cô vẫn cứ chấm theo điểm các bạn ấy đạt được ở trong file đấy thôi. Và nhắc nhở các bạn đó, mình là một số bạn không hề nộp bài cho cô. Các bạn không nộp bài như vậy, cô không sửa lại điểm ở đâu nhé. Cô nhắc là không sửa lại điểm ở đâu. Nếu như các bạn không nộp mà những cái điểm mà đã là cho điểm không vào là
Ngày xưa thì sửa được, bây giờ không sửa được. Bây giờ quy định rồi, không cho phép sửa lại. Cho vậy các bạn, dù nó là lý do gì thì chúng ta cũng phải lột bài, đúng không? Cho các bạn để không lột. Nhưng một số bạn cô đang thấy bắt đầu nằm trong lỗ. Không ổn ở cái chỗ này. Mấy bài nhiều không lột cho cô. Các bạn không thể bảo cô đợi các bạn một tí. Cô đợi không ngại gì cả. Nhưng mà nhà trường không đợi. Và khi nhà trường không đợi thì rất là ấy, rất là không cho phép chúng ta được được nộp lại nữa. Đấy, chính xác là gì? Không được nộp lại. Có những bạn nhắp 1, nhắp 2 điểm rất là cao. Nhưng mà sao đến cái ở đây vừa xong cái cô đã gọi bạn bạn Ninh, có bạn Ninh, bạn Ngô Quang Ninh là 3 cái nắp 4, 5, 6 không nộp. 3, 4, 5 không nộp, 6 không biết đã lục chưa? 6 mới hết hạn, không biết có lục không? Đúng không? Assignment không nộp. Thế thì của bạn ấy lúc giao tổng điểm là nguy hiểm rồi đấy. Thế có bạn Vũ Tuấn Minh, bạn Tuấn Minh soạn lộp cho cô toàn nộp file cơ sở dữ liệu về bạn bạn Minh ơi. Bạn Vũ Tuấn Minh có đây không? Bạn Tuấn Minh nộp cho cô là 2 cái nắp 4 5 5 là toàn nộp file cơ sở dữ liệu. À nắp nào không nộp nhưng nắp 4 là nộp cơ sở dữ liệu. Một cái. Mà cơ sở dữ liệu thì cũng không làm tới nơi tới chốn, thì kiểu như là không mỗi cái tiêu điểm file thế thôi. Làm một tí. Đầu tiên cô tưởng là bạn ấy nhầm cái gì, định liên lạc với bạn ấy hỏi, nhưng mà cô thấy cũng không phải. Và chúng ta đến cái giai đoạn nó sát đến lúc thi rồi, nếu mà để cho vì cái lý do gì đấy mà các bạn không được thi thì đấy là điều không nên. Đấy. Mình đã xét đến cái lịch thi như vậy rồi. Và các bạn hãy để cho mình không đủ bài thì mà điểm không đủ, không đủ điểm mà không được tham gia đâu nhá. Ở đây là có bạn Quốc Đoàn của Minh Đức là vắng mặt này. Bạn Quyết Thắng này. Xuân Thùy. Mình tiếng cô hỏi luôn này. Xem tại sao những bạn này không đủ bài cho cô. Để cô còn biết đường. Cô gửi điểm lên trên kia là không có cơ hội được sửa lại nữa. Chắc chắn không có cơ hội được sửa lại nữa. Nên các bạn mặc 7302 một số bạn mà nghỉ hẳn ví dụ không thấy điểm danh bị ao điểm danh rồi thì không nói, nhưng bạn Vũ Tuấn Minh chẳng hạn là bạn ấy vẫn điểm danh như hôm nay bạn vẫn điểm danh, thế nhưng mà bạn ấy bài nộp cho cô bạn ấy nộp lung tung ba cái nắp đầu bạn ấy điểm rất là cao, thế cái nắp 4 thì nộp vào file cơ sở dữ liệu, nắp 5 không nộp, nắp 6 ở gì assignment 1 không nộp. Vậy thì bạn Minh các bài sau các bạn thứ hôm trước vì sao bạn không nộp cho cô thế? Các bài sau bạn có nộp không? Chứ bạn không nộp là vì sao là bạn xét không đủ điều kiện để thi đâu ấy. Bởi vì bạn một cái assignment này nó bằng mấy bài nap rồi. Mà hai bài nap nữa cộng nó tính là bằng bao nhiêu rồi. Và bạn không nộp. Như bạn Ninh này, Ngô Quang Ninh này, bạn Vũ Tuấn Minh này. Hai bạn hôm nay có điểm danh. Thì bây giờ hai bạn làm thế nào các bạn phải nộp, bây giờ nộp lại những cái file này không được rồi, bởi vì cô không thể sửa lại được nữa rồi. Nhưng mà còn cái lớp 6, lớp 7, lớp 8, ba cái lớp đấy, assignment giai đoạn 2. Thì các bạn làm thế nào? Các bạn có định nộp hay không? Các bạn mà không trả lời kiểu như là không xác định được cái đấy thì cô cứ phải chấm theo đúng, mà một khi mà đã chấm theo đúng thì dẫn đến tình trạng là đến lúc xuất file ra là không đủ trong điều kiện thi.
lúc đấy lại bảo cô tạo điều kiện để em thi, nhưng mà lúc ấy tạo làm sao được, lúc này đang hỏi các bạn để tạo điều kiện đây, không thấy các bạn ý kiến gì, các bạn phải có ý kiến như thế nào rồi cô mới tạo điều kiện được chứ, đúng không? Các bạn thứ nhất là có lý do gì mà hôm ấy vì lý do gì không nộp và những năm sau sẽ nộp thế nào thì cô mới về cân điểm cho các bạn để các bạn có thể thi được tham gia thi chứ. Thì các bạn cứ im cho cô biết cân điểm cho các bạn thế nào. Điểm của mình thì tương đối là cao. Rồi, hai bạn đi là cô nhắc như vậy nha, nếu có hai bạn mà có ý kiến gì thì các bạn có thể ý kiến nha. Ý kiến về chuyện là muốn chỉnh để điểm để có thể thi và các bạn sẽ nộp bài như thế nào, những cái bài gì để những nát sau cô có thể đầy điểm cho các bạn đủ điều kiện thi. Nhưng mà nếu mà hai bạn mà không ấy thì là không ổn rồi đấy, không được, các nát sau bạn phải làm thật tốt à. Thôi kết thúc cái việc cái này nhá, hai bạn không biết tiếng gì thôi, cô không biết tiếng gì. Hôm trước có bạn bạn sáng bạn ấy có nộp muộn ba cái bài nát thì cô cũng đã không biết là bạn nộp muộn nhưng cô không trách thì cô cũng đã cập nhật lại cho bạn ấy ở cái nát sau và cái bài ở sau mình rồi bạn sáng nha, bạn sáng không ạ. Đấy, những cái gì mà cô bảo cô sẽ làm cho các bạn thì chắc chắn là sẽ làm, ví dụ quên chẳng hạn thì cô sẽ bù lại. Thế còn những bạn đã như vừa xong cô nhé, có bạn Ninh với bạn Minh ấy, thì hai bạn ý nếu như mà không ấy lại mà nó các bạn sẽ không có trong sách thi đâu, không có xuất điểm ra là không có đâu, mà chúng ta sắp xuất điểm file ra rồi, chỉ hết tuần này thôi là cô sẽ chấm nốt những cái phần còn lại và gửi điện về nhà trường xuất ra cái sách thi cho các bạn rồi. Và điều đấy có nghĩa là nếu các bạn có định thế nào thì các bạn cứ bảo không một câu vì lý do gì các bạn bị như thế này. Và này các bạn sẽ ôn luyện những cái phần kia thật tốt, hoặc là các bạn sẽ lộp đầy đủ các bài kia. Thì cô sẽ chấm những cái điểm bài đấy nó cao hơn một chút để cho các bạn xét tổng bình quân ra là các bạn trên 5, đúng không? Để các bạn có thể thi. Chứ còn cứ để như thế mà theo tổng bình quân là chuẩn bị tinh thần không đủ năm. Không đủ năm thì chúng ta không được thi. Đi học đầy đủ chúng ta vẫn không được thi. Còn những bạn mà nghỉ quá số buổi thì không nói, những bạn như thôi chắc là các bạn ấy định không thi rồi. Cái file assignment giai đoạn 2 và cuối cùng thì đòi hỏi là cũng là khá là khắt khe. Thứ nhất là ở cái giai đoạn 2 thì yêu cầu các bạn là cho đầy đủ các cái mã Java clip vào đấy. Và đến cái file đồ thì chuyển toàn bộ cái Java clip đấy chuyển sang cái Enuno JS sang cái đấy.
trong file assignment thì yêu cầu như vậy, nhưng đi thi thì cũng không yêu cầu các bạn khắt khe như vậy, bởi vì trong thời gian thi các bạn chỉ có 60 phút, sẽ không bắt buộc như vậy, không bắt buộc khó. Và lớp mình là đa phần học ở cơ sở dữ liệu nữa thì các bạn cơ sở dữ liệu cũng tương tự như vậy, cũng không phải các bạn lấy cái bài mà các bạn làm cái assignment làm bảo vệ đâu, mặc dù là thi cái phương thức thi vẫn ghi là bảo vệ, nhưng mà các bạn sẽ làm bài thi trong đấy để các bạn chuẩn bị tinh thần, các bạn không, chứ không phải các bạn mang cái bài assignment của mình đi bảo vệ đâu nhé. Bài assignment chỉ là chấm điểm cho từng giai đoạn thôi và lộp trên NMS đầy đủ. Chúng ta sẽ sang cái phần cuối của cái phần cuối của cái giờ clip, đó là chúng ta học sang cái framework Engineer.js. Sau cái phần này thì chúng ta sẽ sang làm đề, thử một số đề. Hôm nay chúng ta sang phần bài 7 giới thiệu về JavaScript Framework, một số framework của JavaScript. Thứ nhất là nhắc lại cái bài cũ chúng ta đã học, đó là viết mã để tạo cái hiệu ứng image rollover, hay hiệu ứng slide sau. Cái này về nhà luyện tập kỹ nhé. Các thao tác và các điều khiển gồm có là select box, check box, radio button, form, vâng, kiểm tra tính hợp lệ cho form, cái này cũng về nhà chất kỹ nha. Cái này về nhà chất kỹ, luyện tập nhiều và khi chúng ta làm từ đầu cho nên là nếu chúng ta không làm quen cũng sẽ không làm được. Và cái CSS trong JavaScript, trước thì chúng ta trong cái file slide 7 chúng ta đã nói về cái này 6 và 7 nó như thế này. Bây giờ ở trong cái file này thì mục tiêu chúng ta là giới thiệu về các cái open source JavaScript framework, xem là chúng ta có những framework mã nguồn mở nào của JavaScript. Các bạn nghe để biết chứ chúng ta sau này sử dụng thì chỉ có thể lựa chọn một trong số những cái đấy dùng thôi, chứ không phải chúng ta học tất cả những cái đấy. Học tất cả những cái đấy thì sẽ phải mất rất nhiều thời gian, nhu cầu cũng không đến cái mức đấy. Là giới thiệu về một framework, đó là giới thiệu về Angular.js. Sử dụng, cách để sử dụng cái Angular.js này để xây dựng các ứng dụng, và giới thiệu về cái cơ sở dữ liệu Firebase và cách sử dụng. Nhìn chung thì cả cái file này cũng chỉ mục đích chỉ là giới thiệu cho các bạn là chính thôi, chứ sẽ không đi sâu như là chúng ta học cái viết JavaScript bình thường. Đây là một số cái framework mã nguồn mở. Những cái này các bạn nào muốn tìm hiểu về cái nào thì các bạn sẽ tự tìm hiểu sâu, đúng không? Các bạn sẽ tự tìm hiểu về những cái này. Thứ nhất là về backbone.js. Thì đây là một thư viện JavaScript cho phép các nhà phát triển có thể thêm cấu trúc của các ứng dụng và trình bày dữ liệu như là các cái model. Sau cái backbone này chúng ta có cái bootstrap này. Đây cũng là một cái framework mà để thiết kế web. Và nó hướng tới là sẽ được kết hợp với cái jQuery. jQuery thì cái thời điểm
về trước là rất là mạnh. Bây giờ thì cũng sử dụng nó cũng không nhiều như ngày xưa nữa, nhưng ngày xưa cái jQuery nó dùng rất là mạnh. Những cái bootstrap này là nó sẽ giữ, nó sẽ sử dụng kết hợp với cái jQuery. Rồi một cái framework nữa là JavaScript, đó là cái Enzo này. Thì cái này là cái framework JavaScript vướng đối tượng và được sử dụng để xây dựng các ứng dụng HTML5 CSS. Và một cái tiếp theo chính là cái data driven document, viết tắt là D3. Đây chữ D này. Nó là một cái thư viện JavaScript để xử lý đồ họa vector. Và nó hoạt động trong trình duyệt mà không cần dùng thêm cái plugin. Các bạn muốn tìm hiểu sâu thì các bạn sẽ cần search ở trên mạng để tìm hiểu. Ở đây chỉ ở mức là giới thiệu cho các bạn biết thôi. Tiếp theo nữa thì chúng ta có cái Ember.js. Đây cũng là một framework JavaScript rất là có tiềm năng. Và nó phát triển dựa trên cái mô hình MVC. Và có rất là nhiều cái chức năng. Nó sẽ... cái mô hình này, cái framework này thì nó sẽ cung cấp cho các cái nhà lập trình tự phát triển thêm nhiều cái chức năng được theo cái mục đích của mình. Một cái framework nữa thì cái này nó là một cái trình biên dịch mà có thể chuyển đổi từ C cộng cộng thành cái viết tắt, người ta gọi là ASM.js này. Đấy. Cái này thì có khả năng tối ưu hóa cao của Mozilla về cái lượng các cái số framework thì nó nhiều lắm, mà chúng ta cũng chỉ biết là chúng ta cái nào mà tìm hiểu sâu thì chúng ta mới đi tìm hiểu, mình dùng đến mới đi tìm hiểu, còn không thì các bạn chỉ cần biết là nó có hay không. Dạng giới thiệu cho các bạn biết, chứ còn mình cũng chẳng sử dụng những cái này. Những cái này những cái mà ở mình làm là ít sử dụng lắm. Đây có thể trên thế giới nhiều nơi người ta dùng nhưng mình không dùng. Rồi cái Node.js. Node.js thì các bạn sẽ nghe quen hơn. Cái này hay được sử dụng. Nó là một thư viện của JavaScript. Và nó là một cái platform với nó có cái tính là thứ nhất là nó là ngôn ngữ phổ biến, thứ hai là tốc độ nhanh, rồi là nhiều thư viện dễ cài đặt. Cái nó dễ thì chúng ta sẽ hay dùng được. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về một cái framework mà mới thì nó cũng mới, nhưng mà nó sẽ hướng tới là sẽ ứng dụng nhiều và hiện tại là cũng đang được ứng dụng nhiều của chúng ta. Nhiều công ty cũng sử dụng cái này, đó chính là cái Engineer.js. Như vậy chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu về cái này, còn những các cái framework trước đây bên trên này, những bạn nào muốn tìm hiểu thì các bạn sẽ search ở trên mạng để tìm hiểu sâu về nó. Ở cái khuôn dạng bài này chỉ giới thiệu cho các bạn là có những cái này thôi, chúng ta không đi tìm hiểu sâu tất cả những cái này. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái Engineer.js này. Thì cái này nó bắt đầu từ khi nào? Nó bắt đầu từ năm 2009. Và do cái người lập trình viên tên là Misko Heveri tại Google.
cái người lập trình viên này bắt đầu là khởi tạo lên cái Azure CS này. Và một cái điều mà ông ấy làm được đó chính là khi người ta sử dụng cái Azure CS này thì nó rút ngắn được cái số dòng code xuống đi rất là nhiều. Cụ thể là trong cái dự án mà ông ấy làm thì một cái code frontend, phía frontend ấy, chứ không phải backend hoặc phía frontend, đang từ 17.000 dòng thì rút lại chỉ còn có 1.500 dòng. Như vậy nó giảm đi xuống hơn chục lần, đúng không? Giảm đi xuống hơn chục lần so với mình viết bằng HTML và cái JS bình thường. Và cái Azure JS này nó còn là một cái framework hỗ trợ lập trình viên xây dựng ứng dụng web một cách có hệ thống. Xây dựng có hệ thống. Thì đấy là những cái phần mà các bạn cần biết về Azure JS. Thứ nhất là do ai viết ra, đúng không? Và cái tác dụng người ta sử dụng nó là rút ngắn số dòng lệnh này. Ngoài cái tác dụng rút ngắn số dòng lệnh thì ở cái Azure JS này nó còn tương thích với các trình duyệt. Các bạn vẫn biết là khi mà mình dùng các cái JavaScript bình thường trên cái mô hình DOM hay BOM thì các bạn thấy là rất là nhiều các cái thuộc tính hay là nhiều các cái phương thức mà nó hoạt động tốt ở trên trình duyệt này nhưng nó lại không hoạt động tốt ở trên trình duyệt khác. Đúng chưa? Hay là ngoài cái việc nó hoạt động tốt trên trình duyệt này mà lại còn ở từng phiên bản khác nhau. Có khi phiên bản này là hoạt động tốt nhưng phiên bản khác là hoạt động lại không được như vậy nữa. Đấy. Thì khi các bạn dùng cái Azure JS này nó sẽ hạn chế được tất cả những cái đấy. Hạn chế được. Nó gần như là tương thích với các trình duyệt. Không để xảy ra cái tình trạng là trình duyệt này hoạt động thì được, trình duyệt khác lại không. Thì đấy là một những cái điều mà người ta hướng tới dùng cái Azure JS. Và nó còn làm sao để rút ngắn số dòng cốt. Khi mà giảm số dòng cốt đi nhiều như thế này thì giúp cho cái việc chúng ta viết nó sẽ nhanh hơn, đúng không? Dễ nhìn hơn. Số lượng dòng lệnh giảm đi dễ nhìn hơn. Bây giờ chúng ta xem một cái chương trình sử dụng cái Azure JS. Đây. Trong này chúng ta sẽ có thứ nhất là một cái file HTML. HTML này chúng ta có chỉ đến một cái thư viện, một cái file của Azure JS. Các bạn có thể download cái này về để thành ở trong thư mục của mình và chỉ đến. Hoặc là các bạn có thể chỉ trực tiếp online như thế này. Ở đây các bạn sẽ nhìn cái mã HTML viết như này. Các bạn sẽ thấy này, thứ nhất là có ngapp này, đúng không? Hay là có ngcontroller này. Hay là ngmodel này. Đấy. Rồi các bạn còn thấy có những ngbinding nhá. Thì những cái đấy nó như thế nào, đúng không? Và viết ở đây nó sẽ phải viết như thế nào để nó hoạt động. Ngoài cái này ra chúng ta còn có một cái file là controller.js nữa. Thì cái file này, đây là controller.js, là chúng ta có một cái function tên là hello control. Đầu vào là một cái biến scope này. Thì đầu tiên các bạn sẽ chạy thử một cái này để thấy là nó hoạt động như thế nào. Sau đó chúng ta sẽ đi phân tích từng cái một, đúng không? Trong này các bạn sẽ tạo cho cô một cái file là file index.html. Sau đó tạo cho một cái file controller.js. Các bạn sẽ thêm cái CSS này, có thể là tạo một file riêng hoặc các bạn đưa trực tiếp vào trong này. Thì tùy các bạn đưa trực tiếp ở trên cái heap cũng được, hoặc là các bạn tạo một file riêng. Và sau đó chúng ta chạy thử. Đây cô. Cái engineer này thì các bạn có thể down
ở trên trên mạng về. Ở đây trên mạng sẽ có cái là ngn.org. Ở đây là cái ngn.org. Các bạn sẽ vào đây. Các bạn đào. Tôi còn cái đấy cùng ngồi trên cái tab trên kia. Đây, để mở cho các bạn. Thì các bạn sẽ vào như thế này nhá. Một là các bạn download về, tích vào. Ở đây. Nếu các bạn muốn download về thì các bạn lựa chọn. Đấy. Các bạn có thể chọn dạng nén, file nén hoặc là file không nén. Hoặc các bạn có thể chọn một cách nữa là các bạn sử dụng cái đường dẫn này thôi. Các bạn download trên này thì các bạn sẽ lấy được cái phiên bản mới nhất đang là 1.8.2. Các bạn chỉ đường dẫn này vào trong script ở trong file HTML của mình. Một là dùng cái đường dẫn chỉ trực tiếp, gọi là ta dùng online trên mạng. Hai là các bạn đào này, đào nến và đào không nến, tùy các bạn. Đây, zip ở dưới này, các bạn đào về máy. Thì theo cô là các bạn cứ lên đào về. Đào về mình để đấy thôi. Nhưng mà các bạn có nó trong các dự án của các bạn thì các bạn có thể sử dụng cái đường này. Nhưng giả sử nếu như máy các bạn mà lúc ấy không có mạng mà các bạn muốn test thì lúc đấy lại không đau vì chúng ta lại không test được nữa. Sử dụng cái này là lúc nào máy mình đang có mạng các bạn mới test được. Và nếu không các bạn không test được nữa. Còn các bạn đau về thì kể cả máy không có mạng các bạn vẫn test như bình thường. Như vậy tốt nhất là các bạn nên đau về để trong thư mục của mình. Và trong file của mình dùng đường dẫn này cũng được hoặc là các bạn chỉ dẫn đến cái file gs đấy cũng được. Các bạn muốn lấy nén thì đấy mà lấy không nén thì đấy tùy các bạn. Sau khi các bạn download về xong thì các bạn tạo cho cô cái file html như này và file controller mình lấy file cds thì các bạn sẽ đưa trực tiếp vào đây hoặc các bạn tạo riêng tùy các bạn và chạy thử. Bây giờ các bạn sẽ chạy thử cho cô đi.
Các bạn chia thử vào của mình nhá, để xem là các thành phần nó kết nối với nhau ra làm sao nhé. Và chúng ta sẽ đi phân tích trong cái ví dụ này. Nhưng đầu tiên các bạn hãy đưa thử cái ví dụ này vào trong máy của mình đã. Tất cả các bạn đều chạy trên máy của mình nhé, nét cô sẽ cùng xem máy các bạn đấy. Thank you.
các bạn đã chạy được chưa? Được chưa? Ừ, các bạn cứ biết chạy thử xem nào. Các bạn xem nó sẽ để chúng ta sẽ phân tích nữa nhé. Và cái 48 cái nét và 3 cái assignment cô đã mở rồi nhé. Đã mở trên trên NMS đấy. Và hạn của các bạn là vào thứ hai. Hôm nay là 12, cô đang để hạn đến 17. 17 là vào Chủ nhật, quên được không, vào thứ hai vào Chủ nhật. Chủ nhật nhé, các bạn từ dưới đây các bạn nộp cho cô các cái bài lab ở trên đấy. Và nộp cho cô cả cái assignment 1, 2 lên đấy. Còn cái assignment cuối cùng ấy thì các bạn cũng nộp lên đấy. Nộp theo nguyên tắc thôi. Chỉ cái assignment cuối cùng là không chấm các bạn nhé. Không chấm. Chúng ta chỉ chấm cái assignment 1, assignment 2 thôi. Sau đó các bạn làm bài thi. Cái file assignment cuối cùng nộp lên trên đấy là theo nguyên tắc. Các bạn phải nộp lên. Các bạn nào các bạn nộp lên. Nhưng sẽ không chấm điểm file đấy. Và có hai cái quick 7, quick 8 ấy thì cô cũng đã nhắc trên Classroom rồi các bạn nhé. Đã nhắc trên Classroom rồi, nhắc chưa nhỉ? Nhắc rồi, lịch làm quick 7, quick 8 trên NMS này. Chiều nay cô đã đăng lên rồi. Thì các bạn vào hoàn thành cho nó sớm. Thì cô sau cái cuối tuần này cô sẽ gửi điểm lên trên nhà trường. Rồi toàn bộ cái file điểm gồm có là các cái nap từ 1 đến 8, quick từ 1 đến 8 và hai cái bài assignment để nhà trường còn chốt danh sách thi cho các bạn. Thank you.
À cô ơi. Rồi cô nghe đây. Cái link dòng thứ ba là cái gì đó? Link dòng thứ ba, đó bạn nào hỏi đi. Và dòng thứ ba này có cái script FMDC được. À, cái script đấy là ghi thôi, còn mình không dùng cái đấy nhá. Không có nhá. Chúng ta chỉ có file index này, có một file controller.js này. Và nếu các bạn muốn tách CSS ra từ thêm một file CSS nữa nhá. Còn nếu không, mình có thể đưa CSS trực tiếp vào trong cái thẻ heat này. Thì tùy các bạn. Vì CSS mình để ít thì có thể đi đưa trực tiếp vào trong thẻ heat, hoặc nếu các bạn tách riêng một file CSS.